Mình bắt đầu nhé. 1 Nguyễn Thế Khải, 1 D. Nguyễn Thế Khải, 1 D, 76 bạn, 82 bạn rồi. Chí Khang ơi, thầy sẽ xóa đấy. 80, còn 20 bạn nữa thôi. Chào Trung Nguyễn đấy, các em tag các bạn vào trong video livestream này, những cái bạn nào mà ở Bình Thuận nhé, đặc biệt là những bạn Bình Thuận. Lê Đăng 1 D này, Yến Bùi 1 D này. Đặc biệt những bạn nào ở Bình Thuận thì khẩn trương tag các bạn vào trong video livestream này để mình bắt đầu. 84 bạn đang theo dõi rồi. Khẩn trương nào, làm sao lên đến 100. 1 B. Thế đây các em chú ý này, comment thật nhiều đáp án xuống dưới nhé. Câu số 1. Thủy phân he theo công thức phân tử C3H6O2. C3H6O2 trong dung dịch NaOH, trong dung dịch NaOH thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Nha, thằng C3H6O2 nhá. C3H6O2 thủy phân trong NaOH thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Trong đó Y tỷ khối hơi so với hydro. Trong đó Y tỷ khối hơi so với hydro thì bằng bao nhiêu? Wow, thầy phải lấy ít giấy. Bằng 16. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ tìm ra được là phân tử khối của Y bằng 16 nhân 2 thì bằng 32. Ok, 16 nhân 2 mà bằng 32 thì mình nghĩ ngay đây nào. CH3OH. Được chưa? Thế vậy chắc chắn anh này sẽ có là COOCH3. Ba carbon mà đây có hai rồi. Vậy đầu này chỉ còn một carbon nữa thôi. CH3COOCH3. CH3COOCH3. Vậy đáp án đúng chúng ta sẽ là đáp án D. Mấy bạn ở Bình Thuận cùng so sánh đáp án xem là đúng không nhá. Những bạn nào mà hôm nay thực hiện thi thử với thầy thì cũng so sánh đáp án xem là đúng không nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 2. Câu tiếp theo câu số 2, các em xem nhanh về tường nhá. Câu tiếp theo câu số 2. Như thầy đã nói, nếu mà hôm nay lên được 200 bạn theo dõi video livestream này thì thầy sẽ tăng thêm một buổi livestream để cho các em. Câu số 2, ở điều kiện thường, mỡ động vật ở trạng thái rắn vì. Ui, câu này hay dã man. Mỡ động vật ở trạng thái rắn. Mỡ động vật, thế thì chắc chắn chúng ta nhớ rằng là mỡ động vật thì là gồm các gốc 89 bạn rồi, các gốc axit béo no thì là mỡ động vật, chứa chủ yếu các gốc axit béo thơm, sai. Được chưa? Dễ nóng chảy nhẹ ăn nước, không tan trong nước, sai. Chứa hàm lượng khá lớn các gốc axit béo không no, sai. Nó phải là chủ yếu là các gốc axit béo no. Đáp án đúng đáp án C. 90 bạn đang theo dõi video livestream rồi, các em nhanh tay share lại về tường, tất cả các bạn của em vào trong video livestream này để từ đó chúng ta có thể mà lan tỏa được cái giá trị của thầy để giúp đỡ các bạn hơn. Hôm nọ có một bạn nhắn tin hỏi thầy, thầy livestream để làm gì? Đơn giản thôi, thầy livestream chỉ để giúp đỡ các em có được một cái kỳ thi hóa học thật là tốt và học giỏi hóa, vậy thôi. Rất đơn giản. Công thức chung của amino acid no. Công thức chung của amino acid no. 2G chính xác, rất nhiều bạn comment là đáp án đúng là 2G. Bây giờ team thi xong mới chui ra đây. 2G Đặng Công Thành, Nguyễn Văn Đàn 2G đầu tiên, Nguyễn Lự 2G. Rồi, B này, câu 3 này. Đặng Công Danh 3G này, Nguyễn Biên này 3B này, Yến Bùi 3B này. Biên ơi, Biên tác tất cả các bạn vào trong video livestream này nhá. Yến vậy, tác giúp thầy. Tài Anh thế, tác giúp thầy tất cả các bạn vào trong video livestream này. Lê Đăng này, Hồng ơi Hồng, tác các bạn vào trong video livestream này giúp thầy. Hello, Nguyễn Tiến Vượng vậy, Vượng học rất nhiều rồi. 3B. Chúng ta có này, amino acid no. Amino acid no các em lưu ý nhá. Vậy anh này nó phải là đầu tiên nó cứ là CnH2n cộng 2 đã thì nó là alkan no này. Cắm một nhóm COH vào này thì bỏ đi. Đây một nhóm COH này. Cắm một nhóm NH2 vào. Đúng chưa? Vậy anh này nó sẽ có dạng là CnH2n cộng 1 NO2 là chuẩn nhất với điều kiện n lớn bằng 2. Đáp án đúng đáp án B, bỏ 96 bạn rồi. Rất tốt. Mình sang câu số 4, 99 bạn sắp đạt được ngưỡng 100 rồi. Wow, con số nó hơn 101 rồi. Tối nay các em share thật nhiều, tác thật nhiều các bạn vào để lên được hơn 200, hơn 200 thì sẽ tăng buổi livestream cho các em. Đề này lý thuyết cực kỳ hay, phù hợp với tất cả những các bạn mà muốn học giỏi bộ môn hóa. Đề này lý thuyết và sắp tới
Đây là đề của Bình Thuận nhé. Đề Bình Thuận thì sắp thì sẽ rất rất giống với là các những cái đề mà sắp tới bọn em thi đấy. Câu số 4, ứng dụng nào sau đây không phải của glucose? Không phải của glucose nhé. Glucose thì nguyên liệu sản xuất ancolytic, đúng. Được chưa? 4G, wow, có rất nhiều bạn comment đáp án. Yến Bùi này, Nguyễn Tài Anh, Nguyễn Thế Khải, Phương Thảo. Những cái bạn Phản Tiến Đạt, là thực phẩm dinh dưỡng thuốc tăng lực, đúng. Tráng gương chân phích, đúng. Nguyên liệu sản xuất PVC, sai. Đáp án sai, đáp án gì? Câu số 5, số đồng phân amin bậc 1 ứng với công thức phân tử C3H9N. Đấy, thế giờ mình phải dùng chiêu thôi các em ạ. Amin bậc 1 là có một nhóm NH2. Thầy chữa rất chậm nhá. Thế vậy ở đây thầy sẽ suy ra sẽ có dạng là C3H7NH2. Và tất cả các em ơi, các em đang theo dõi video livestream rồi, xe ngay này về nhá. Thầy phô cho em skin cực kỳ khủng này. 345248. 3 có 2. Vậy có 2 phần. Dễ. Ok. Câu 5 đáp án dễ. Kim Ngân D, Công Minh Trần D, Nguyễn Quỳnh Trang D, ba bạn comment đầu tiên. Thầy chỉ đọc tên ba bạn comment đầu tiên thôi. À, như là các em nhanh tay comment đáp án nhá. Câu số 6, thì sang câu số 6 rồi đấy. Câu số 6 thì chờ đợi một chút. Câu số 6, xem những bạn nào comment đúng nào. Câu số 6 đáp án gì? Hello. Câu số 6, Nhung Nhung này, Nguyễn Trần Khánh Linh vẫn đang 5. Thầy đang cần câu số 6 các em ạ. Mấy câu đầu nhanh, đúng rồi thầy đang cố gắng nhanh. Nguyễn Biên 6B, Phạm Tiến Đạt 6C. Hello. Nguyễn Tài Anh 6C. Cho các loại tơ sau, số loại tơ tổng hợp. Các em lưu ý, tổng hợp. Tổng hợp là 100% là do con người tạo nên. Vậy mình có bông là thiên nhiên loại. Được chưa? Tơ tằm là thiên nhiên loại. Cellulose acetate là tơ nhân tạo loại. Mình chỉ có capron, nitron và nylon 6,6. Đáp án đúng của thầy là đáp án C, bà anh nha. Rất nhiều bạn comment đáp án C, rất tốt. Mình sang câu số 7. Chất thuộc loại disaccharide là nào? Câu số 7, chất thuộc loại disaccharide là, xem nào, chất thuộc loại disaccharide là như thế nào. Wow, mình có này, fructose monosaccharide, glucose monosaccharide, đúng không? Cellulose polysaccharide, và ở đây ta chỉ có món anh, saccharose là disaccharide. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 113, con số cực kỳ đẹp. Câu số 8, như các em biết thì hôm nọ thầy đã hứa rằng là nếu mà đội tuyển Việt Nam vô địch thì thầy tặng cho tất cả các học sinh học lớp online thầy một bữa thạch. Thế là thầy phải tặng hôm nay, đến hôm nay là nghe vẻ hòm hòm cho tất cả các học sinh học online thầy. Các em nhìn thấy đội quân online rất là đông. Và các em chú ý rằng là khi mà các em học, các em nên chọn thầy để học. Và phải chọn được những cái thầy nào dạy offline đông cỡ tầm như thầy thì ăn học. Bởi vì kiến thức như vậy thì em biết rằng là phải những người kiến thức cực kỳ chuẩn thì dạy trực tiếp thì rất nhiều bạn học như vậy, đúng không? Đấy, chúng ta cần phải chọn, chúng ta cần biết chọn thầy để tiết kiệm thời gian. Mình bắt đầu sang câu tiếp theo. Câu số 8, đừng nên đặt niềm tin vào sai người. Bởi vì nếu đặt niềm tin vào sai người thì các em sẽ bị hỏng cả một cuộc đời. Hello. Tiếp tục nha. Câu số 8, chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2CH, vừa tác dụng được với CH3NH2. Thế mình lưu ý này, anh này anh lưỡng tính, anh này anh ba dư, và mình đi xét thằng này trước. Vậy để tác dụng được với CH3NH2 thì nó phải có tính gì? Đấy, nó phải tính axit. Anh này không thể tác dụng với ancol loại, không thể tác dụng với ba dư loại, không thể tác dụng với NaCl loại. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Nguyễn Tài Anh đúng, Phượng Minh Nguyễn đúng, rất tốt. Yến Nhi đúng, rất tốt. Tố Chin quê Bình Thuận đâu rồi? Hello, mình sang câu tiếp theo nhá. Câu số 9. Câu số 9. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng. 120 bạn đang theo dõi rồi. Các em nhanh tay share về tường, tag tất cả các bạn của các em vào trong video livestream này để các bạn của các em có thể tiếp xúc được với thầy. Khi mà được tiếp xúc với thầy thì đó là một niềm hạnh phúc và sẽ giúp cho tất cả các em đều học giỏi lên, nhất là các bạn của các em. Để tránh bị chọn sai thầy, sai người. Như vậy sẽ rất mất thời gian, đúng không? Hello. 9. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng.
9A Yến Bùi tốt, Nguyễn Thái Anh tốt. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dịch axit vô cơ loãng. Thì hôm nay là thầy chữa chậm mà. Hôm nay thầy chữa chậm cho tất cả các bạn mất gốc nên các em chú ý một chút. Tinh bột cho trong một axit chất X cho X phản ứng với hydro. Tinh bột của thủy phân thuộc X vì chắc chắn X là glucose. Cho X phản ứng với hydro, glucose mà cộng hydro thì chắc chắn mình thu được sorbitol. Đấy chưa, các em lưu lại nhá. Vậy chắc chắn chúng ta rằng là glucose và sorbitol đáp án đúng đáp án A. À, rất tốt các bạn, rất tốt. 120 bạn đang theo dõi live stream này đều là những con ong chăm chỉ hết. Và những con ong này cần phải comment thật nhiều 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 đáp án lên. Quỳnh Nhi có đề chứ. Nhưng mà đề thầy trước live stream xong thầy sẽ áp lại cho các em nhá. À, chất lỏng hòa tan được cellulose này. Thế thì cellulose chỉ bị hòa tan trong, chỉ bị hòa tan trong dung dịch CH2 và nước Schweizer. Các em lưu lại nhá. Chỉ bị hòa tan trong dung dịch CH2 và nước Schweizer. Ở đây mình không thấy có CH2 mà mình có nước Schweizer. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B. 10B Nguyễn Biên đúng, Nguyễn Thế Khải đúng, rất tốt. Yến Bùi Bình, Yến Bùi đúng. Rất tốt, chính xác. Mình sang câu tiếp theo, câu số 11. Trong phân tử của carbohydrate luôn có, nào nhanh tay các em ơi. 11 trong phân tử carbohydrate luôn có gì? Đấy, đề này rất là hay. Khẩn trương. Có điểm chưa em ạ? Tối nay thì khả năng cao điểm sẽ hơi muộn chút. Nhá, tối nay thì khả năng cao điểm sẽ hơi muộn chút nên các em thông cảm. Thầy vẫn chưa nhìn thấy bạn nào comment đáp án. 11 thầy vẫn chưa nhìn thấy bạn nào comment đáp án của thầy. Hello. Nguyễn Thế Khải 11C, Nguyễn Điên 11C, Đặng Công Danh 11C. À, trong phân tử carbohydrate thì luôn luôn có. Nhóm chữ axit sai. Nhóm chữ anhít sai, nhóm chữ ceton sai và đáp án đúng đáp án C. Luôn luôn có nhóm chữ ancol. Mình sang câu 12, các em thấy không? Đây là đề của một sở giáo dục của cả một tỉnh Bình Thuận, đề về lý thuyết khá là chất, khá là hay. Mình sang câu số 12 nào. Thầy vẫn theo nguyên tắc cũ, thầy sẽ đọc tên ba bạn comment đầu tiên nhá. Câu số 12, vừa nãy em lên được 122, bây giờ lại tụt xuống. Các em nhanh tay xe lại về tường trong tắt tất cả các bạn của em vào trong video livestream để giúp thầy vậy. Bây giờ mới được có 116 bạn theo dõi rồi. Hôm nọ còn lên được 170 mấy, khẩn trương à. Nhanh tay xe thật nhanh về tường nhá. Để mà thầy nhìn thấy nhiều xe và nhiều bạn theo dõi thì thầy mới có hứng và thầy thực hiện thật thật nhiều các buổi livestream tiếp theo cho các em nữa. Câu 12, thủy phân hoàn toàn chất A, công thức phân tử là C4H6O. Dung dịch nào hoặc thu được hợp chất hữu cơ B và C. B, C đều có khả năng tác dụng AG NO3. Anh nhìn nhá, anh này thủy phân này. C3COH không tác dụng với AG NO3. Vứt. Anh này này. HCO có. Nhưng anh này C2OH. Anh này thủy phân là tạo thành CH2 này, nối đôi này, CH này, CH2OH này. Không có khả năng tác dụng. Vứt. Thằng này có. Thằng này ra được anhít CH3 CH2 CHO. Được. Được chưa? Vậy đáp án đúng đáp án C. Ok. Thì sang câu tiếp theo nào. Câu tiếp theo nào. Câu 12C. Wow, thầy đọc tên ba bạn comment đầu tiên nhá. Nguyễn Biên, Nguyễn Thế Khải, Minh Hoàng. Ok. Nhưng Minh Hoàng như comment sai hết rồi. Mình sang câu 13. Trieste được tạo bởi từ glycerol. Tri nhá. Tri này, ba cái chỉ ra. Glycerol, acid stearic, acid palmitic. Tỷ lệ mol 1 chia 2. Vậy thì đặt số mol, đặt acid stearic là 1, palmitic là 2. 1 chia 2 có nghĩa là 1 stearic thì phải 2 palmitic. Đúng chưa? Vậy thì có 1 2 2. Được chưa? 2, 1, 2. Đúng chưa? Có 2, 2, 1 không? 2, 1 trùng với 1, 2, 2. Vứt. Hết rồi. Vì thế tỷ lệ mol 1 trên 2 có nghĩa là 1 acid stearic. Đúng chưa? Thì phải 2 acid palmitic. Vậy đây chỉ có, chứ không còn các cái trường hợp ngược lại nữa. Vậy đáp án đúng chúng ta là 13 đáp án D. Rất tốt. Thầy vừa nhìn thấy. Bạn nào comment đúng 13 D đây này. Nguyễn Thế Khải comment đúng này. Huỳnh Nghiệp Duy này. Nguyễn Tiến Vượng này. Đều comment đúng đáp án là 13G. Rất tốt.
Phạm Xuân Huy, Phạm Xuân Huy, các em share ngay về tường. Muốn được 200 view thì các em cần phải share về tường, xong phải tag tất cả các bạn vào trong video livestream này. Đấy, thì mình mới lên được tầm 200. Và khi lên được tầm 200 thì thầy sẽ lại tăng cho chúng ta thêm một cái livestream nữa. 1/3, một con số khá là đẹp. Câu 14 chọn phép biểu đúng. Câu 14 chọn phép biểu đúng. Tất cả các este phản ứng được với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol. Nào bạn nào, các em cứ comment đáp án nha. Xong rồi tí nữa giải xong thầy sẽ đọc tên ba bạn trả lời đúng. Tất cả các este phản ứng dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol. Cái này sai từ tất cả. Nó có thể là anhít, có thể là acetone. Phản ứng giữa acid carboxylic và ancol khi có H2O4 đặc số 8 tác là phản ứng một chiều, sai. Đây là phản ứng este. Este thì phải thuận nghịch. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4OH2 lần, sai. Phải là glycerol C3H5OH3 lần. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Cái này đúng. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án D. Tuyên Dương. Tuyên Dương, những bạn sau. 14 Tuyên Dương, bạn Hiệp Nguyễn, học sinh online của thầy. Nguyễn Biên, Nguyễn Thế Khải, Nguyễn Tài Anh, Nguyễn Tiến Vượng, Yến Bùi, những cái tên rất là quen thuộc. Câu 15. 15 nào các em. Các em vừa tác, các bạn vừa xe lại về tường. Được chưa? Sau đó rồi là mình cùng học. Như vậy nó vui. Tác gấu, tác chó vào đây. Câu 15. Hóa tan hợp chất X có công thức đơn giản là C2O. Thì mình xem nhé, tinh bột này. C6H10O5. Nào lần, không phải C2O, loại. Cellulose cũng tương tự như vậy, loại. Saccharose C12H22O11, loại nốt, không phải không tự giản. Vậy chỉ có một thằng glucose. Phản ứng dung dịch AgNO3 tạo tích hợp từ bạc, hòa tan với COOH 2 lần, dung dịch xanh lam. Vậy chắc chắn là glucose. Chỉ mỗi glucose có công thức là C2O. Đúng không? Câu này dễ quá. Học sinh của thầy làm hết, kể cả những bạn đang theo dõi video này, này. Wow, đề này thật là hay. Rất nhiều lý thuyết kìa. Câu 16. Chất nào sau đây tác dụng được với nước brom sinh ra kết tủa trắng? Chất nào sau đây tác dụng được với nước brom mà lại sinh ra được kết tủa trắng? Glucose, nước của brom nhưng là mất màu thôi. Vinyl acetate là mất màu thôi. Saccharose thì không hiện tượng gì. Vậy chỉ có anilin. Anilin mà tác dụng với brom thì tạo thành kết tủa trắng. Tri-brom anilin. Được chưa? 17. Những bạn nào comment đáp án đúng của 17. Ô, chưa thấy 17 mà toàn thấy 15 thôi. 15 đáp án C. Rất tốt. 16 thầy chữa hơi nhanh hay sao nhỉ? Luân Dương 16A rất tốt. Nguyễn Biên 16A rất tốt. Nguyễn Thế Khải 16A rất tốt. Rất tốt, rất tốt. Thầy Tuyên Dương 4 bạn trên. Mình tiếp tục sang câu 17. Tráng bạc hoàn toàn mg glucose. Nào mình cùng sang câu 17. Tráng bạc hoàn toàn mg glucose thu được 43,2g bạc glu. Chúng ta lưu ý glu thì ra được 2 bạc. Vậy thì tìm được số mol bạc 43,2 mà chia cho 108 thì bằng 0,4. Vậy suy ngược lại số mol glu 0,4 nhân 1 chia 2 bằng 0,2. Được chưa? Nếu lên men hoàn toàn mg glu, glu lên men thì thu được CO2 2 CO2, glu 0,2 thì suy ra 0,2 nhân 2 bằng 0,4, các em lưu ý nha. Hấp thụ vào nước vô trong dư CaOH 2 lần dư thì thu được kết tủa số mol kết tủa do có cụm từ dư nên số mol kết tủa CaCO3 luôn bằng số mol CO2 0,4. Vậy đây này thì lấy 0,4 nhân 100. 0,4 mà nhân 100 thì bằng 40g. Đáp án đúng đáp án A. À, chúc mừng. Wow, rất nhiều bạn comment 17. Nguyễn Biên A. À, Nguyễn Tài Anh 17A. À, Nguyễn Thế Khải 17A, Nguyễn Tiến Vượng 17A, rất rất nhiều bạn. Ok. Mình sang câu tiếp theo, câu số 18. Và câu tiếp theo, câu số 18. Khối lượng của một đoạn mạch tơ nitron là 80. Ui, chỗ này bắt buộc mình phải thuộc về tơ nitron là gì các bạn. Mình mà không thuộc về tơ nitron là mình hỏng. Nitron là đi từ vinyl cyanua. Rất nhiều người không thuộc CH, CN. Vậy tơ nitron của thầy nó sẽ là nhiệt độ này, áp suất này, chúng ta các em phải lưu cái trong này nhá, không nhiều bạn không nhớ đâu. Để tạo thành CH2 CH CN. Tất cả N lần. Phân tử khối bằng 80 560. Vậy ở đây ta có
80560. Các em lưu ý lịch livestream hàng tuần nhé. Tối thứ hai và tối thứ sáu. Nhớ đấy. Vào lúc 21:15. Lưu ý lưu lại về tường. Xong rồi dặn dò các bạn nha. Vậy hoàn toàn ở đây thì có 14 này. Chỗ này là 14 này. Cộng với này 13 này. Cộng với này 12 cộng với 14 này bằng 53. 53N thì bằng 5 bằng 80560. Vậy đây thì tìm N. 80560 chia N bằng 1520. 1520 thì đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Wow. Ok, ta có Hiệp Nguyễn trả lời comment đầu tiên. Tốt, Đỗ Mạnh, Nguyễn Biên. Khủng quá, dĩ nhiên quá khủng. Học thầy nó trâu và chất lắm. Không mất thời gian vì chém gió nhiều đâu. Nên các em hãy giới thiệu thầy thật nhiều nhiều đến các bạn và tất cả các bạn của các em vào trong video live stream này. Dĩ nhiên em đã được tầm học một thầy giáo dạy offline tốt của Việt Nam về môn hóa học. Dãy kim loại tác dụng đối với nước ở nhiệt độ thường. Dãy kim loại mà tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường thì ta có này. Khi nào ba cần mua áo nhôm thì không rồi. Và ở đây ta có này. B thì loại kẽm nhá. C thì loại sắt nhá. D thì loại đồng nhá. Vậy tác dụng với nước ở điều kiện thường chỉ có kali, natri, canxi, bari. Đáp án đúng đáp án này. Nguyễn Thế Khải comment đầu tiên. Nguyễn Biên nhì, Hiệp Nguyễn ba, Nguyên Hải. Tốt, rất tốt. Câu 20. Câu 20. Tên gọi của hợp chất CH3, CH2, CO, CH3 là? Tên gọi của hợp chất. Thế anh này đuôi là đuôi metin. Đúng chưa? Vậy là phải là metin. Đây này, metin này. Đầu này, 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon. Vậy đầu nó phải là pro. 3 mà, pro. Acetat vứt. Propionat. Đáp án đúng đáp án D. Xem nào, những bạn nào trả lời đúng. Nguyễn Thế Khải 20 D, rất tốt. Phạm Hoàng D. Bây giờ bạn Hoàng lại cướp mất vị trí bạn Hiệp rồi. Phan Duy Nhất D, rất tốt. Rất tốt. 124 bạn đang theo dõi video livestream này, nhanh tay xe lại về tường tát tất cả các bạn vào trong video livestream này. Các em đang được theo dõi video livestream của một trong số những thầy dạy offline thuộc top của đất nước chúng ta. Các em nhìn lớp online của thầy rất đông và rất nguy hiểm. Tất cả các bạn học thầy hôm nay, thầy đặc biệt thầy dạy chậm lại để cho tất cả các bạn tin mất gốc học vào đều có thể học được. Nên các em nhanh tay xe lại về tường tát các bạn mất gốc vào đây nhé. Câu 21. Câu 21. Câu 21. Đốt cháy hoàn toàn M gam một amino. Đấy, amino đơn chức. Vậy mình phải nhớ được công thức tổng quát của amino đơn chức. Công thức tổng quát của amino đơn chức là CnH2n cộng 3n các em ạ. Người ta thu được khí CO2. Vậy thì tìm được số mol CO2 bằng 6,2 chia 2,4 bằng 0,3 mol. Cộng với lại số mol nước bằng 9,45 chia cho 18. Xem nha. 9,45 chia 18. Các em cố gắng học theo cách của thầy, bấm máy tính bằng tay trái thì nó nhanh được. 9,45 chia cho 18 bằng bao nhiêu mol? 0,525. 0,525. Số mol nitơ thì bằng 1,68 chia 2,4. 1,68 chia 2,4 bằng 0,075. 0,075. Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của M. Ui dồi ôi, thế thì câu này dễ ọt. Các em ạ, các em có rất rất nhiều cách tìm giá trị của M. Và ở đây là một cái cách. Và ở đây chúng ta là một cái cách cực kỳ nhanh. Ta sẽ có khối lượng của amin. Khối lượng của amin bằng 12 lần N CO2 0,3 cộng 2 lần N nước 0,525 cộng với 28 lần N nitơ 0,075. Ok. Vậy hoàn toàn mình sẽ có 12 nhân 0,3 cộng 2 nhân 0,525 cộng với 28 nhân 0,075 bằng 25,65. Ơ, chỗ này của thầy đang bị nhầm ở đâu đó. Đúng không? Xem nào. Thu được khí 9,45 rồi 1,68 nitơ. 21 này thì bị bấm nhau đâu. 12 nhân 0,3 cộng với 2 nhân 0,525 cộng 28 nhân 0,075 bằng
6,75, đúng rồi, ok. Thầy nhầm. 140 bạn. Ừ, thầy Khởi thiếu số 0 máy tính. Cảm ơn Nguyễn Thế Khải. Các em nhanh tay xe thật nhanh về tường nhá. Thầy đang chữa đề của Bình Thuận, Giáo dục Bình Thuận, với phong cách chậm rãi nhất dành cho tất cả các bạn và các em. Ok, câu 21 của chúng ta, đáp án đúng là đáp án A. Và cổ vũ cho bạn Nguyễn Biên comment đúng đầu tiên. Nguyễn Thế Khải thứ nhì, Nhung Nhung thứ ba, Nguyễn Thu Hà thứ tư, Lê Đăng thứ năm. Trời ơi em ơi. Đó các bạn. Mình sang câu số 22. Các em có thể nhìn lớp óc của thầy để biết, đúng không? Đôi khi những người thầy dạy khủng không cần phải nói quá nhiều. Đôi khi những người thầy dạy khủng chỉ cần nói ít nhưng được hiệu quả rất rất cao. Dạy ít nhưng học sinh lại học được rất rất nhiều. Các em cần lưu ý để mà phân biệt, để mà tiết kiệm thời gian. 130 bạn có nghe rõ thầy nói gì không? Bây giờ mình sang đến câu bao nhiêu? Thầy bấm máy tính nhầm vừa nãy, chính xác, ok. Câu 22, đun nóng ETH-COO C3 mức lượng vừa đủ NaOH, sản phẩm thu được là, sản phẩm thu được là bao nhiêu? Đây này, HCONa và C3OH, C25OH vứt, đúng chưa? C25OH vứt, C3OH, được chưa? Nhưng phải là HCONa, vậy loại nốt. Đáp án đúng đáp án B. Rất nhiều bạn comment đúng đáp án B, nhưng thầy chỉ đọc tên ba bạn đúng thôi. Nguyễn Thế Khải là 1, Nguyễn Biên là 2, Nguyễn Thu Hà là 3. Chúc mừng ba bạn may mắn, đúng chưa? Câu 23. Wow. Hydro hóa hoàn toàn 26,52 gam triolin. Này nhiều bạn quên rồi. Chắc chắn nhiều bạn quên. Triolin là gì? C đi từ olein C17H33. COO tất cả 3 lần. C3H5. Đây là công thức của triolin. Thế thì triolin này thì phân tử khối nó bằng bao nhiêu? Các em nom nhá. Nếu các em mà bấm ấy, 12 x 17 cộng 33 cộng 44 được đóng vào ngoặc nhân 3 cộng 12 x 3 cộng 5 rất lâu. Em chú ý cho thầy, thằng to nhất là tristeric là 890. Anh này trừ đi C7H33 là mất 2 rô, vậy là trừ đi 2 rô nhưng trong này nhân 3 nên là trừ đi 6. 854. Vậy thì tìm được số mol 26,52 chia cho N bằng 0,031. 0,03. Bên trong anh này có 1 PCC. Nhưng nhân 3 lên vậy là 3 PCC, vậy nó sẽ ăn 3 hydro. Vậy hoàn toàn thì có 0,03 nhân 3 bằng 0,09. 0,09 nhân 2,4 các em ạ. 0,09 nhân 2,4 bằng 2,016. Đáp án đúng của mình là đáp án C. Rất tốt. Lại tuyên dương ba bạn trả lời đúng đầu tiên: Nguyễn Thế Khải, Nguyễn Biên, Nguyễn Thu Phương, Phạm Tiến Đạt, Lê Đăng. Rất tốt. Chào Nhật Vinh. Nhật Vinh comment đáp án nhá, vào học nhá. Hôm nay thầy chữa đề miền Nam cho các bạn vào miền Nam đây. Team miền Nam của thầy điểm danh nào? Team miền trong giơ tay. Đấy, theo dõi thầy livestream, share về cho các bạn nhá. Nhất là các bạn ở Bình Thuận. Thầy rất mong muốn tất cả các bạn ở Bình Thuận có thể theo dõi được video livestream này, bởi vì thầy đang livestream chữa cái đề thi của Sở Giáo dục của tỉnh các em cho tất cả các em. Đấy, những bạn nào ở Bình Thuận thì có thể, hoặc biết những bạn nào ở Bình Thuận hay biết những cái nhóm nào ở Bình Thuận có thể share vào những cái nhóm Bình Thuận giúp thầy. Mình sang câu 24 nhá. Mình sang câu 24. Đun 24 gam axit acetic. Đun 24 gam axit acetic. Thầy cứ giải trước, xong rồi tẹo nó, thầy sẽ đọc ba bạn comment đầu tiên. Nên các em comment thật nhiều à, để giúp đỡ cho team Bình Thuận, team Miền Trong luôn. Học thật giỏi mà. Mình có số mol của axit acetic bằng 24 chia cho 60. 24 chia cho 60 bằng 0,4 mol. Với lượng dương ancol ethylic C2H5OH 24 đặc điểm xúc tác. Chúng ta chú ý đây là mũi tên hai chiều nhá. Đến khi lượng ST không đổi thì thu được ST. ST của thầy sẽ là CH3 COO C25. Vậy số mol ST của thầy sẽ bằng là 24,64 chia cho 88. 0,28 mol. 0,28 mol thì ngay tức thì suy ngược lại được số mol. Đây là số mol ban đầu thôi. Đây là số mol phản ứng này. 0,28. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm hiệu suất các em ạ. Hiệu suất thầy lấy số mol phản ứng 0,28 chia cho số mol ban đầu 0,4 bằng 0,7 nhân 100 bằng 70%. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Chúc mừng. Chúc mừng những bạn nào comment đúng nào. Chuyên mục chúc mừng các bạn comment đúng. Lê Đăng comment đầu tiên, Nguyễn Thế Khải nhì, Minh Hoàng 3. Wow. Thầy ngẫn nhớ cái tên Nguyễn Thế Khải, comment rất tốt. Duy Hiếu không thể hiệp đâu. Tắt các bạn nào nhá.
Tiếp tục sang câu 25 nào các em. 25 thật nhanh mà, thật trâu chó mà. Mình học nó phải trâu, mình học nó phải chất thì mình mới khủng được. 126 bạn đang theo dõi live stream nghe thấy thầy nói hay không? Comment thật nhiều, comment thật ác đáp án vào. Và chú ý cho thầy, lịch thi thử, thầy có thi thử nhé. Lịch thi thử là vào 20:30 tối thứ hai hàng tuần. Cứ tối thứ hai hàng tuần. Là vào 20:30 tối thứ hai. Câu 25, tripeptide là hợp chất. Tripeptide thì được tạo bởi từ ba gốc alpha amino acid beta vứt, beta vứt. Ba gốc alpha thôi, hai gốc vứt. Vậy là hai liên kết peptide, ba gốc. Đáp án đúng đáp án D. Lý thuyết này rất rất nhiều bạn bị nhầm các em ạ. Câu 25, những bạn comment đúng. Yến Bùi D, Phạm Hoàng, xa rồi. Minh Hoàng D, Hiệp Nguyễn D, rất tốt. Hiệp Nguyễn lúc nãy bị thụt tốt, bây giờ mới quay trở lại. Mình sang câu tiếp theo, câu số 26. Chúng ta đang thực hành lý thuyết. Các em nên nhớ, nếu các em comment lý thuyết, một lần sai là một lần nhớ, một lần nghe thầy nói là một lần nhớ tất cả. Các em hãy học theo phong cách của thầy thì chắc chắn các em nhớ lý thuyết được rất lâu. 26, 24 câu lý thuyết. Nếu làm được đúng full 24 câu lý thuyết là em đã được 6 điểm rồi. Đúng chưa? Đấy là bí kíp của thầy dành cho tất cả các bạn 2K và năm ngoái. Tất cả những bạn 2K nào học thầy điểm đều cao hết. Câu 26, phát biểu nào sau đây là đúng? Câu 26, phát biểu nào sau đây là đúng? Thầy nhắc lại. Đi viết tít. Anh này nhá, đi viết tít như thầy đã nói là được phải tạo từ gốc alpha amino acid. Alpha amino acid là nhóm NH2 và COH cùng đính một carbon cơ ạ. Cùng đính vào một carbon. Các bạn nhanh tay xe lại về tường nhá, không là trôi mất đấy. Thầy một ngày đang nhiều tút lắm. Các em mà không xe lại về tường là nó trôi mất là thầy không chịu trách nhiệm đâu. Đây là mình nhìn này, NH2 đính vào CH2 này, CO đính vào CH2 này, vậy không phải alpha vứt. Vậy là sai nhá. Muối phenin amoni không tan trong nước. Nên nhớ tất cả mọi muối amoni thì đều tan trong nước. Loại tiếp. Tất cả các peptide đều có phản ứng màu biore. Cái này chưa chắc chắn đâu. Bởi vì bọn dipeptide là không phản ứng màu biore, phải từ tripeptide trở lên. Ở điều kiện thường dimethylamine khí mùi khai, đúng, chính xác, đáp án đúng đáp án D. 26, những bạn nào comment đúng nào? D mới đúng. Nguyễn Thế Khải, tên rất quen thuộc. Phạm Tiến Đạt, Phạm Hoàng. Thầy xin phép bây giờ họ bắt đầu hơi đau thì chỉ đọc tên những bạn comment đúng thôi. Câu 27. Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với COH hay lần là. Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với COH hay lần. Mình chú ý, tác dụng với COH hay lần thì phải gồm những gì? Ví dụ thằng axit, thằng này là bazơ mà. Và OH đa kể. Vậy mình có này. Glucose OH đa kể, glycerol OH đa kể, axit natri acetat là CH3CONa chẳng có cái vẹo gì cả. Vớt. Glucose OH đa kể, glycerol OH đa kể, axit acetic acid. Vậy B là chính xác rồi. IC loại thằng nào? Kali acetat. IC loại thằng nào? Anconetilic. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B. Chúc mừng những bạn sau. Wow, 27 comment từ đầu cơ. Trinh Trinh Võ, những cái tên rất lạ. Trinh Trinh Võ, Kizungo, Lê Đăng. Trinh Trinh Võ. Rồi, rất tốt. Trinh Trinh Võ chắc một bạn này chắc là ở miền trong rồi. Khả năng cao thì dự đoán chắc chắn là bạn ở Bình Thuận đúng không? Đấy, 129 bạn đang xe video live stream này, bao nhiêu bạn ở Bình Thuận nhỉ? Các em xe tiếp về Bình Thuận cho thầy. Về Bình Thuận để cho các bạn ở Bình Thuận cũng có thể theo dõi được video live stream này của thầy. Để cho các bạn cũng có thể học giỏi hơn nhá. Sắp tới thì cứ tỉnh em mà có cái buổi mà khi nào thì khoảng thì thả đề cho thầy, thầy lại live stream để chữa cho. Polymer nào sau đây có thể điều chế bằng một phản ứng trùng ngưng? Trùng ngưng thì phải có nhóm COH hoặc nhóm NH2 hoặc hai hoặc nhóm OH đúng không? Polymethyl meta acrylate là đi từ anh methyl mes acrylate. Đây anh này. Anh này là trùng hợp em ạ, nhân loại. Polyacrylonitrin. Polyacrylonitrin là đi từ anh này. Anh này cũng là trùng hợp. Polystyrene. Thầy vẫn nói vui là styrene là styrene đấy. Thằng này là trùng hợp, lại tiếp. Với cuối cùng chỉ có polyethylene terephthalate. Đáp án đúng đáp án D. Câu 28 đáp án đúng đáp án D. Nguyễn Tài Anh comment đầu tiên. Wow. Nguyễn Thế Khải nhì. Thúy Vân ba. Rất tốt. Rất rất tốt. Mình sang tiếp tục câu tiếp theo, câu số 29.
127 bạn đang theo dõi video stream, em thấy đề lý thuyết này của tỉnh Bình Thuận có hay không? Thầy nghĩ đây là một trong số những đề lý thuyết khá là hay, hay nhất trong số tất cả những cái đề gần đây. Rất là vui khi mà đề Bình Thuận ra được những cái đề lý thuyết hay như này cho các em. Bởi vì chúng ta chỉ cần luyện lý thuyết, luyện lý thuyết khủng thì gần như tất cả mọi thứ là thuộc về chúng ta. Mình sang câu 29, glucose không có tính chất nào, không có tính chất. Giờ mình lên được 133 rồi, 133 bạn này hôm nay mà tăng lượt xe lên được 200 bạn là thầy lại tăng vào buổi livestream với cho các em đấy. Thầy vui lắm, bởi vì khi mà thầy cái việc mà sự cố gắng của thầy không quản ngại khó khăn để mà giúp đỡ cho các em mà lại giúp đỡ được đến thật thật nhiều các em thì thầy rất là vui. Đấy, thầy chỉ mong muốn là tất cả những cái gì mà thầy cố gắng thì giúp đỡ được nhiều các bạn và các em thôi. Mình sang câu 29, có lúc có không có tính chất nào. Ăn hít nó có chứ, ăn có nói chứ có. Thủy phân không, glucose là monosaccharide, làm sao mà thủy phân được, lên men vẫn có. Vậy 29 đáp án đúng là đáp án B. Nguyễn Hải, Nguyễn Thế Khải, Nguyễn Tài Anh, thầy thấy có hai tên, bạn Nguyễn Hải là bạn comment trả lời đầu tiên, nhưng mà bạn Nguyễn Thế Khải, Nguyễn Tài Anh là cái tên mà đã duy trì tốt được rất rất lâu rồi, rất rất lâu rồi, và chưa có những bạn nào đánh thụt được tốt của hai bạn này, đúng không? Có thể là được rồi, cặp đôi song kia hợp bích ấy. Có 30 rồi các em ạ. X là alpha amino acid mo, chỉ chứa một nhóm là H2 bằng nhóm COH, vậy thầy ký hiệu X là RCOOH H2N nha. Cho 3,51 gam X tác dụng với HCl dư thì thu được muối. Muối ở đây là ClH3NRCOH 4,605. Vậy nên đây thì nghĩ ngay đến bảo toàn khối lượng các em ạ. Thì được 3,51 cộng với khối lượng của HCl thì bằng mờ muối. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được, đến đây thì tìm được số mol của HCl. Số mol HCl bằng 4,605 trừ đi 3,51 bằng, chia cho 36,5 bằng 0,03. Số mol HCl bằng 0,03 thì ngay lập tức thì suy ngược lại số mol amino acid cũng bằng 0,03 do có một nhóm là thai. Vậy đến đây thì tìm được phân tử khối. H2N là 12 cộng 14 là 16 cộng với R cộng COH là cộng 45 thì bằng 3,51 chia cho 0,03. 3,51 mà chia 0,03 bằng 117. Suy ra R bằng 117 trừ đi 45 trừ đi 16 bằng 56. 56 là thủ sử dụng thủ thuật của thầy, chia cho 14 thì bằng 4. Vậy suy ra R là C4H8 COOH H2 nữa. C4H8 này thì mình đi đếm nha. Alpha amino acid về nhóm R2 là COH cùng đính một carbon. Anh này không phải alpha này, loại. Anh này có 1,2C vứt, 1,2,3C vứt, 1,2,3,4 đúng không? Thêm một COH là 5, 1,2,3,4 thêm một COH là 5. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án A. À, cầu 30 chắc là do tay thầy đấy. Nguyễn Tài Anh A, Lê Đăng A, Nguyễn Thế Khải A, Nguyễn Biên A, rất tốt. Mình sang câu 31 đi các em, lại một câu lý thuyết hay, siêu hay luôn. Thầy bắt đầu thích Bình Thuận đấy. Những bạn nào đang Bình Thuận ở đây giơ tay thì coi nè. Những bạn nào đang Bình Thuận ở đây giơ tay thì coi, thầy bắt đầu thích Bình Thuận rồi. 31. Cho các phát biểu sau. Em nhanh tay xe lại về tường nha, bởi vì các em biết rằng là thầy thì rất là hay đăng nhiều tút giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em. Thế nên là khi mà như vậy thì rất dễ bị trôi bài, nên là các em cần phải xe lại về tường để mà có cái tài liệu học. Số phát biểu đúng, glucose được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. Chính xác. Mấy câu này các em hay bị sai hiểu lắm. Chính xác. Chất béo là diester của glycerol với axit béo. Chất béo phải là triester, sai từ đi. Phân tử amylose pectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Chính xác. Amylose thì là không nhánh, amylopeptin là phân nhánh. Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn. Ở nhiệt độ thường, triolein, olein là của oleic là không no thì là lỏng. Vậy là sai rắn. Trong mật ong chứa nhiều fructose, đúng, chứa 40%. Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản con người. Chính xác, lúa ngô khoai sắn. Vậy mình có 1, 2, 3, 4, B. Câu này nhiều bạn làm sai đấy, xem nào. Câu 31. Trinh Trinh Võ đúng. Tuấn Nguyễn đó. Tuấn Nguyễn đúng.
Nguyễn Tài Anh đúng, rất tốt nhỉ. Đợt câu này thì Nguyễn Thế Khải bị sai mất rồi, là tiếc cho Nguyễn Thế Khải. Ok, mình sang tiếp tục câu tiếp theo, câu số 32. Câu số 32, thầy đang có một suy nghĩ là nếu mà 114 bạn đang theo dõi video live stream này mà cùng comment đáp án thì không biết là nó kinh như thế nào nhỉ. Nhưng mà ở đây thầy vẫn nhìn thấy chỉ có một vài bạn comment đáp án thôi, còn lại nhiều bạn vẫn còn đang e dè rụt rè khi mà không comment đáp án ấy. Không biết là chắc là các em sợ sai là sợ thế nào. Nhưng các em nên nhớ rằng là cái nguồn gốc cái tên myelin của thầy là myelin là một chất trong não bộ. Và cái chất này thì luôn luôn được tiết ra khi mình sai. Mình càng sai nhiều thì càng nhiều myelin, và càng nhiều myelin thì em càng giỏi, càng thông minh hơn nha. Thế nên các em cố gắng sai càng nhiều, học thì mình là học theo sai. Thực sai thì mới dụng khủng được. Câu 32, ca chi ông mà cộng có khối hình E lớp rông lớp ngoài cùng là 3P6. Thế mình chú ý nhé. M cộng là M bỏ đi một E. Hay nói khác, M bằng M cộng cộng một E gì? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Mà cộng thêm một E thì nó sẽ được là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Và tổng bao nhiêu? 10 19. 19 nè, 19 x 2 thì bằng 38, 38 gần bằng 39. Vậy chắc chắn mở là kali. Được chưa, các em nghe rõ câu chiều thầy nhá. 19 e này nhân 2 bằng 38, 38 gần bằng 39, chọn kali thôi. Câu 32, Phạm Tiến Đạt. Wow, 32 nhiều bạn comment đúng quá nhỉ. Lê Đăng bài D sai mất rồi. Trinh Trinh Võ 32C đúng. Minh Hoàng 32C, Nguyễn Biên 32C, rất tốt, rất rất tốt. Mình sang câu 33. À, Hiệp Nguyễn xe về tường cho các bạn A1 cùng học nhá. Hiệp Nguyễn rồi, Hiệp Nguyễn giúp thầy xe lại về tường cho tất cả các bạn A1 cùng học. Xong rồi giữ lại video live stream này, xong rồi là cho team A1 của em học theo cái bài này thầy chữa rồi. Có bài 3, kim loại nào dẻo nhất trong tất cả các kim loại? Kim loại nào dẻo nhất trong tất cả các kim loại? Nào? Khó đấy, không phải chuyện đùa đâu. Kim loại nào dẻo nhất trong tất cả các kim loại? Xem nào. Kim loại nào dẻo nhất cho các kim loại? Vàng đúng không? Chính xác, vàng. 33B. Những bạn nào comment sai rồi. 33 Trinh Trinh Võ đúng. Hiệp Nguyễn đúng, Nguyễn Tài Anh đúng. Tơ cáp rông và tơ ni lông 6,6 thuộc loại tơ nào? Cáp rông là thuộc loại ni lông, đúng chưa? Thì bọn này nó đều có nhóm NH và CO, vậy nó phải thuộc loại tơ polyamid. Polyamid nha. 35, 35. Ô, à thầy bị nhảy cóc sang 35 mất rồi. Bây giờ mình có 34 thôi. Cho gặp chất sau, số chất làm đổi màu quỷ tím. Đổi màu quỷ, chú ý để bài chị hỏi đổi màu quỷ nhá. Glycine H2N, H2N, CH2. Thế ghi glycine ở đây cho các em dễ nhìn nhé. Glycine này, H2N, CH2, COH, không là đội ngọc quỳ. Lysine, H2N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, OOH, NH2, hai nhóm NH2 đổi quỳ thành màu xanh. Acid glutamic, HOOC, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, OOH, NH2, hai nhóm COH làm đổi màu quỳ. Propinamin, C3, H7, NH2, một nhóm NH2 đổi màu quỳ. Anilin không đổi màu quỳ. Phenol không, alanin, alanin, C, C, O, O, đây là C, C này, C, O, O, H, NH2, số nhóm COH bằng số nhóm NH2 không đổi màu quỳ. Vậy thì có lysine, axit glutamic, propinamin, ba chất thôi các em ạ. À, ba chất thôi các em ạ. À,
ba chất thôi, đáp án đúng đáp án B. Và đây mình có câu 34, những bạn nào comment đúng nào. Câu 34 này những bạn nào comment đúng gọi là chất. Nguyễn Thế Khải, Phan Duy Nhất, Nguyễn Tài Anh, rất tốt. Từ từ. B cơ, Nguyễn Thế Khải, Phan Duy Nhất, Hàn An. Một cái tên mới. 35 thì ok rồi. Mình sang câu 36. Các em ơi, câu 36 này nó thuộc dạng vào câu khó. Mà như thầy nói thì tối hôm nay là mục tiêu của thầy là thầy đi chữa các câu cho các bạn mất gốc. Thì câu 36 nhé. Câu 36 này thầy lấy đáp án thôi, rồi lại thầy sẽ đăng cho chúng ta cái ảnh mà thầy giải chi tiết cho các em sau nhé. Câu 36 này, hỗn hợp gồm glufarup metinformat 2 min mạch hở. Câu 36 là câu rất là hay, nhưng mà thầy chỉ cho chúng ta đáp án thôi. Câu 36 đáp án chúng ta là 36 đáp án A. À, để cho các em. Ok chưa? Câu 37 nào. Câu 37 là một câu peptide. Câu 37 là một câu peptide cũng khá là hay. Đúng không? Câu 37 là một câu peptide cũng khá là hay luôn. Nhưng mà 37 thầy cũng chỉ cho các em đáp án thôi. Bởi vì là như thầy đã nói thì hôm nay là thầy chỉ chữa cho các bạn mà học gọi là học mà bình thường thôi, chứ không 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 phải là học trâu. Học trâu thì để hôm khác nhá. Được chưa? Thì câu 37 đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? 37 đáp án đúng chúng ta là không, không phải B, B không phải, not B. Không phải B đâu, các bạn đang comment liều à. Đúng không? 37 đáp án đúng của chúng ta là đáp án đó. 36 đáp án A, chính xác. 37 phải đáp án C. Được chưa? Mình sang câu 38 nha. Là chữa những câu dễ dễ thôi. Câu 38. Câu 38 này kinh khủng. Thế đợi một chút cho em. Số đều đúng, 10 nhận định. Cái này học cực châu lý thuyết mới khủng được. Tính 3 giờ các em thách xem là không biết bao nhiêu bạn làm được đúng câu này. Các em thử thách đối nhau xem. Các em tách mấy đứa bạn của em vào đây nào, mấy đứa học khủng khủng hóa xem đố nó trả lời đúng câu này đấy. Thầy đợi một tí xong rồi thầy chữa. Tách mấy đứa khủng khủng hóa vào. Này tí nữa thầy đọc tên 10 bạn trả lời đúng nhất. Câu 38 này. Tính 3 giờ các amin đều mạnh hơn dung dịch ammoniac. Cái này sai. Tính 3 giờ của amin đều mạnh hơn dung dịch ammoniac là sai. Bởi vì sao? Có thằng mạnh hơn, có thằng yếu hơn. Amin no thì mạnh hơn, amin không no thì yếu hơn. Cellulose là nguyên liệu để sản xuất tơ cellulose acetate. Đúng. Trùng ngưng caprolactam tạo ra capron, sai. Caprolactam thì phải trùng hợp. Fructose là chất rắn kết tinh không tan trong nước. Fructose là đường, nó phải tan. Không tan sai, sai từ không tan. Glue và fructose. Glue và fructose là đồng phân của nhau. Cái này chính xác. Cùng uống thuốc phân tử C6H12O6. Fructose không làm mất màu dịch nước brom. Cái này đúng. Fructose không làm mất màu. Phân tử cellulose có cấu trúc mạch phân nhánh. Sai. Cellulose cấu trúc mạch không phân nhánh. Nguyên tử N có trong phân tử peptide lysine glyala valine là 5. Úi trời ơi, câu này thầy phải ghi ra. Lysine hả? H2N này. 1 2 3 4 5 6 này. OO này. NH2 này. Ghi này hơi dài các em ạ. Thầy ghi kiểu này cho em nhìn nhá. Ghi này dễ. H2N ly thì ở dưới này còn có NH2 CO NH của gly rồi. Gly CO NH của ala rồi. CO NH của valin. COOH. Vậy đến này. 1 2 3 4 5. Đủ 5 chưa? 1 2 3 4 5, đủ 5 nitơ. Vậy số nguyên tử nitơ có trong lysine là 5, chính xác. Isoamin acetate là ete không no. Acetate CH3COO C isoamin 5 carbon. Ete không no là sai. Ete no mới đúng. Cao su lưu hóa thuộc loại polymer nhân tạo. Cao su lưu hóa là do hoàn toàn con người, đúng không? Chẳng có nguồn gốc tự nhiên. Thuộc loại polymer nhân tạo là sai, phải thuộc loại polymer tổng hợp.
từ từ, đúng rồi. Vậy mình có 1, 2, 3, 4. 4 nhận định đúng, đáp án đúng, đáp án B. Ok. B. Các em ạ, 4 B câu 38. 38 Nguyễn Tài Anh comment đúng đầu tiên. Anh Minh Nhì, anh Minh Nhì. Phạm Tiến Đạt 3, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Câu 39. Câu 39 nào. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau. Khó đấy. Xem nhá. X, Y, Z, T lần lượt là: đầu tiên này, Y làm quỳ tím, quỳ chuyển thành màu xanh. Các em lưu ý nhá. Y làm quỳ tím, quỳ chuyển thành màu xanh. Lysine làm quỳ chuyển xanh, đúng. Lysine đúng, lysine đúng. Ethyl format làm quỳ không chuyển xanh. Loại. Đấy, mình đi từ từ. T là chất cuối cùng nhé. Dung dịch brom kết tủa trắng. Anilin kết tủa trắng, anilin kết tủa trắng. Acid acrylic không. Vậy ta còn nào về thôi. Z gần cuối cùng. Siêu quát 2 lần, dung dịch màu xanh. Ethyl format không dung dịch màu xanh được. Glucose được. Đáp án đúng đáp án B. Thầy đỡ phải làm XZ. Vậy đáp án đúng đáp án B. Câu 39. B anh Đình tốt. Yến Bùi đúng, chính xác. Trình Trình Võ đúng, chính xác, rất tốt. Bây giờ còn một câu nữa thôi. Câu 40, thầy đại khai sát giới. Thầy chữa cho 115 bạn đang theo dõi video live stream này. Chữa của 40 nhé, còn lại hai câu kia thì thầy sẽ cho chúng ta xem sau, được chưa? Hỗn hợp R của một ancol no đơn trước mạch hợp X. Ancol no đơn trước mạch hợp X là CnH2n cộng 2O. Và một axit carboxylic đơn chức mạch họ không biết gì. RCOH chưa biết gì. XY cùng số nguyên tử carbon, kể lại. Đây là X, đây là Y cùng số carbon. Biết vậy thôi. Tổng số mol hai chất là bằng 0,15. Số mol của Y lớn số mol X. Đốt cháy hoàn toàn R. Thu được oxy. Cực kỳ chất nhá. 10,08 chia cho 2,4 bằng 10,08 0,45 CO2 0,45 nước 7,56 chia 2,4 chia cho 18 0,42 0,42 được chưa? Thế thì ngay tức thì có này. Do X và Y cùng số nguyên tử carbon, vậy thì tìm được luôn số nguyên tử carbon bằng 0,45 chia 0,15 bằng 3. Được chưa? Vậy ngay lập tức thầy suy ra được. Thằng X của thầy nó sẽ là C3H8O. Thằng Y của thầy sẽ là C3HXO2. Chưa biết. Đúng chưa? Mà khác thì có được số nguyên tử hydro trung bình thì bằng 0,42 nhân 2 chia 0,15. 0,42 nhân 2 chia 0,15 bằng 5,6. 5,6 nhé, các em chú ý nhân 5,6 này này thì nhỏ hơn 8 rồi. Vậy chắc chắn nó phải lớn x. Vậy x nhỏ 5,6, x không thể bằng 5 được. Vậy trường hợp đầu tiên x bằng 4. Mình nghĩ ngay đi anh, C3H4O2. Đây trường hợp số 1. Mình còn trường hợp thứ hai là x bằng 2. Nhưng loại lý do này. Cái này bằng 2 được. Cũng được, nhưng mà tẹo nó mình giải xong chưa loại được. Vấn đề nguyên nhưng đây là trường hợp số 2. Thế thì giải trường hợp số 1 trước. Đấy chưa? Đấy thầy biện luận xong nhá. Đun nóng với R thực hiện phản ứng ép teo hóa hiệu suất 75%. Thế từ từ đã. Ở đây bây giờ thầy đặt số mol thằng C38O là A thì số mol C34O2 là B. Thầy có góc phương trình A cộng B bằng 0,15, câu này dễ thôi các em ạ. Phương trình A bảo toàn hydro 8A cộng với 4B. 8A cộng 4B thì bằng số mol 2 lần số mol nước 0,42 nhân 2. Với hoàn toàn đây thì tìm được AB. 1, 2 này.
1 bằng 1 bằng 0,15 bằng này 8 bằng 4 bằng 0,42 nhân 2 bằng này A bằng 0,06, B bằng 0,09. Vậy thỏa mãn Y lớn X, được chưa? Thế xong rồi, đến đây mình viết phương trình thôi. C 2 H 3 COOH đớp nhau với ancol là C3H7OH để tạo thành C2H3COO C3H7. Vậy hoàn toàn ta có số mol của C2H3COH là axit thì bằng 0,09 mol, ancol là 0,06 mol, mà hiệu suất bằng 75%. Vậy tính theo thằng ancol, 0,06 nhân 0,75 bằng số mol 0,06 nhân 0,75 bằng nhân với phần tử khối 24 cộng 3 cộng 3 cộng 44 cộng 36 cộng 7 bằng 5,132. Và đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Rất tốt, chúc mừng những bạn comment ở đáp án A. Hiệp Nguyễn đầu tiên. Hiệp Nguyễn đầu tiên hết rồi. Mỗi bạn Hiệp Nguyễn thôi. Ok, buổi livestream tối nay tạm dừng tại đây. 99 bạn theo dõi video livestream, thầy hẹn gặp lại tất cả các em vào tối hôm thứ 6 vào lúc 21:15. Chúc tất cả các em ôn thi thật tốt và theo dõi thật thật nhiều, nhớ đặt xem trước và liên tục tương tác với thầy để nhận được thông báo mỗi khi thầy livestream. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các em.